Anh Trúc xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại làm ghép một cái dàn cho bác khách ở trong Đồng Nai. Bác là tên là bác Vũ Hồng Kỳ. Bác có đặt một bộ dàn máy bên Thanh Trúc. Bác có địa chỉ là Trảng Bom Đồng Nai. Số điện thoại của bác là 0968929934. Em có làm và test cho bác, nay là ngày thứ ba rồi, chạy khá là ổn định rồi. Thì hôm nay em làm video để cho bác xem. Đấy. Trước tiên vào giới thiệu các bộ dàn thì em xin nói qua một số vấn đề mà một số bác khách thường là thắc mắc, bảo là anh có thu bằng cái thiết bị gì không. Thực ra thì tâm sự thật với các bác là trên cái thị trường YouTube bây giờ để làm karaoke thì em cũng xem rất nhiều bác ghép đấy, và các bác phần lớn là đều dùng các thiết bị thu âm. Một là các bác dùng máy quay chuyên nghiệp, hai là các bác dùng thiết bị thu âm trực tiếp từ vang ra. Đấy, thiết bị thu âm từ vang ra các bác nghe nó như một đấy, rất là hay luôn. Thế nhưng mà riêng em thì cái quan điểm đó của em không làm như vậy. Em dùng cái gì, thiết bị gì là em bảo đúng dùng thiết bị đó. Đã. Hôm qua có bác hỏi là có dùng trầm không, em không dùng trầm. Đã. Và em quay là hoàn toàn bằng cái điện thoại của em, thì điện thoại rẻ tiền. Em không dùng điện thoại xịn. Vì em hay rơi nên em không dùng điện thoại xịn. Thường là một năm em rơi một lần. Hay vỡ màn hình lắm. Thì tại bây giờ em có 3 cái vỡ màn hình mà không làm gì được cả. Đấy. Còn thiết bị thu âm thì các bác cứ lưu ý thế này này, để phân biệt. Nếu mà điện thoại em chỉ nhúc nhích này cái là các bác phát hiện ra ngay. Còn nếu là máy quay chuyên nghiệp, quay đi quay lại này, không bao giờ các bác nhìn thấy cái độ mờ như này đâu. Đấy. Không bao giờ có độ mờ như này, nó sẽ rất là nét. Đấy. Hai nữa là cái thiết bị hỗ trợ thu âm, nó có một cái thể loại nữa, nó là có một loại mic. Loại mic mà cắm trực tiếp từ vang ra, xong người ta đặt ra tầm khoảng vài ba mét, thu rất là chuẩn. Nhưng bao giờ nó cũng sẽ, cái bên dưới này, các bác nhìn cái đường dưới này, nó sẽ có một cái dây nối ra. Đấy. Hát mic không dây mà lại có một cái dây nối ra, đó là cái dây thu âm đấy các bác ạ. Đấy. Còn riêng của em thì em hứa với các bác là không có một cái gì cả. Đấy. Toàn bộ là không có gì. Đây là cái dây nối máy tính của em. Đấy, dây máy tính, cắm máy tính này. Chứ còn em không bao giờ em làm cái đấy, bởi vì mình làm cho khách hàng là mình thu cái âm thực tế nhất để làm sao khách hàng nó nghe được. Khách hàng người ta nghe ở đây nó dở. Đấy, thế nhưng mà về nhà nó hay mới là cái tốt. Chứ còn nghe trên video của em mà hay mà về nhà dở thì là vất đi. Nên mình không phải mình làm cái trò đấy. Mình không phải mình làm như thế nhá. Em thì không làm như thế. Cứ thu âm thực tế nhất và thu bằng điện thoại để rửa tiền thôi. Nó được như thế nào các bác nghe, các bác còn góp ý cho em. Thế còn bây giờ mình sử dụng công nghệ thì em hoàn toàn là không sử dụng công nghệ gì nhá. Nên nhiều bác cứ thắc mắc bảo anh có sử dụng công nghệ gì không, thì em thực tế rằng em không sử dụng công nghệ gì. Em đến nhà lắp cho một số bác, các bác biết rồi đấy, em dùng cái Nokia 6.1 thôi. Em mua có 3.9 triệu thôi. Đấy. Em đến lắp nhiều bác thì bác biết rồi. Điện thoại của em là điện thoại rẻ tiền mà. Đấy, quay trực tiếp điện thoại đấy luôn nhá. Đấy, cái việc mà em, và một cái việc nữa là bác nào đặt hàng mà yêu cầu làm video thì mới làm nhé. Còn một số bác chuyển thì bác lại bảo sao không làm video cho anh xem, một là anh không bảo em cũng không, em cũng không làm. Khách nào mà có muốn làm video thì mới làm thôi, còn không phải khách nào cũng làm video đó nhé. Các bác đặt hàng mà muốn làm video thì bác dặn luôn em là làm xong làm video cho anh. Em biết rồi, bây giờ em xin phép là em đi vào bộ dàn luôn, nó mất thời gian các bác nhé. Bộ dàn của bác, dàn máy của bác thì chỉ gồm 3 thiết bị này thôi, vì bác đã có loa rồi, bác đã sử dụng loa BMB bãi. Thì em ghép cho bác một con đẩy Yamaha và một con IP100 và một con vang số 3G. Đấy, còn mic thì hiện tại bác đặt mic, nhưng em đặt mic rồi em hát nhé. Và vì bác là bác sử dụng cái đôi loa BMB nên em lấy luôn cái dòng Prodeo này, nó chất âm và mọi thứ của nó được tương đương với lại đôi loa BMB. Đấy, thì em lấy nó luôn và em sử dụng nó luôn, con này bass 25. Đấy, để cho nó hợp lý. Còn hoàn toàn là hai cái đôi JBL em để trên này là không hề chạy các bác nhé. Anh bác nghe này, không có tiếng của nó đâu. Còn đây em chạy cùng đôi này. Đấy, các bác nghe là các bác biết. Đấy, còn hai đôi trên em không chạy đâu, em chạy duy nhất bằng đôi đấy thôi. Đấy, nguyên bộ của bác thì em chạy rất là ok rồi bác nhá. Còn em nhắc luôn thì không phải lần nào cũng nhắc, không các bác lại quên này. Để bác Kỳ về bác lưu ý đi nhá. Em cài sẵn 3 chế độ này, chế độ switch này, cái chế độ hát nhiều nhại nhá, sang chế độ Hyrix là cái chế độ hát ít nhại một chút nhá. Còn riêng cái chuột pha lam là cái chế độ mà dì vật hoàn toàn nhá, có một chút nhại thôi. Tất nhiên là nói gì vật hoàn toàn không phải, vì trong trường hợp này em cũng để thêm một chút nhại vì mình không phải ca sĩ bác nhá. Em vẫn để thêm một chút nhại hát cho dễ hát. Và hôm nay em test thì em sẽ hát bằng cái chế độ pha lam cho bác nghe nhá. Chế độ này là chế độ mà gần như không có nhại.
có một chút thôi, một chút để hòa cho nó êm một chút thôi các nhá. Nên là các bác lưu ý giúp em. Còn bát tép trong này là em căng chỉnh hết tầm rồi. Nhiều bác bảo là tôi dùng vang cơ để tôi còn chỉnh, xin lỗi các bác, cái vang cơ bác vặn cả ngày nó chỉ có thế thôi. Còn trong này bát tép em căng hết cỡ, còn về nhà vang nhại là em đặt sẵn 3 chế độ rồi. Các bác không phải sờ mó gì cả, hát kiểu gì cũng được các bác nhé. Chứ còn vang cơ các bác vặn đi vặn lại, cái vang cơ hơn 1 triệu còn lâu mới có tuổi gì so cái dòng này được các bác nhé. Không phải chỉnh cái gì, bát tép em căng hết tầm rồi. Còn còn chế độ thì em đặt sẵn 3 chế độ hát rồi. Nhại có, ít nhại có và không có nhại có. Các bác thích hát chế độ nào có chọn luôn, khỏi phải chỉnh cho mệt người ra các bác nhá. Bây giờ em xin phép một đoạn karaoke để cho bác Kỳ và tất cả các bác cùng được thưởng thức cái bộ dàn máy của bác Kỳ nhé. Em ghép đôi này là rất là hợp với đôi BOV của bác rồi. Tại vì bác đang dùng thiết bị đó thì em phải ghép cái đôi loa, vì cái vang số này căn chỉnh nó phải theo loa mới theo mic các bác nhé. Phải theo loa, nhưng bác bảo cái mic của bác là mic xịn rồi thì em không sợ nữa. Đấy, em chỉ sợ mic nó không chuẩn thôi, còn mic xịn em không sợ. Và em sẽ test trực tiếp bằng cái đôi loa của Rodeo này. Chất âm của nó thì tương đương với con BMB nhá. Ok, điện thoại vào và em hát cho các bác nghe một đoạn. Mà em cũng xin phép nói luôn các bác là hôm nay là cái bài hát này là em vừa mới nghe xong nên em hát may có lạc giọng thì các bác thông cảm nhé. Em chưa hát nó bao giờ vì em vừa nghe xong em thấy hay hay thì em hát thôi. Nên là chắc chắn sẽ có đoạn nó lạc giọng ấy, nó không đúng tiết tấu đâu. Nói lại tâm sự thật các bác là em hoàn toàn thua bằng điện thoại, không có một cái gì hết nhé. Không có thua bằng gì, các bác không phải lo về cái việc em thua bằng thu âm đâu. Anh còn nợ em, không biết ghi đã, không biết ghi đã là đủ chiều đêm. Và còn nợ em dòng còn đợi em, còn tim bối rối.
và còn nỡ em. Cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nỡ em, anh còn nỡ em. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái video em vừa test xong nhé. Thì bác Kỳ bác vui lòng bác đợi ngày mai em sẽ test cái bộ dàn này cho bác. Ngày mai em sẽ test nửa ngày nữa cho nó chắc chắn luôn. Và để em sẽ chuyển cho bác nhé. Thì nó về bác dùng nó ổn định hơn. Còn bác nào có nhu cầu lắp karaoke thì trực tiếp liên hệ với Thanh Trúc. Thì Thanh Trúc sẽ làm được bác và sẽ làm rất là cẩn thận luôn. Đấy. Thì hiện tại thì em cũng đang rất là bận. Em làm cho mấy bác thì cái vấn đề là em làm nó rất là kỹ, thế nên nó mất thời gian, nó khá là bận. Còn một hai bác thì vui lòng chờ em nhé, bởi vì em làm cẩn thận nên là các bác cũng mất nhiều thời gian thì các bác thông cảm. Thế bây giờ còn ba đơn nữa thì em đang làm nốt, thì các bác hơi muộn thì các bác thông cảm cho em nhé, vì em làm nó cẩn thận. Còn nếu không thì em chuyển ngay cho các bác thì về dùng nó không yên tâm cho lắm nhé. Vâng, em xin cảm ơn các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh giúp em. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video nhé.